Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Đức Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, quả bí ngô thì ở Việt Nam ai cũng biết, cũng nhìn thấy. Nhưng quả bí ngô khủng nhất mà các bạn từng nhìn thấy nặng bao nhiêu tạ? Tôi muốn nói rằng bao nhiêu tạ chứ không nói bao nhiêu kg các bạn nhé. Vậy thì hôm nay mời các bạn xem quả bí ngô khủng nhất năm 2021 tại Nga là bao nhiêu tạ nhé. Nào chúng ta cùng xem. Đây là khu triển lãm bí ngô trong khu vườn thực vật của trường đại học MGU Moscow Liên bang Nga. Đây là bí ngô thật, chứ hoàn toàn không phải mô hình. Quả bí ngô này nặng 214,5 kg. Chúng ta cùng xem quả này bao nhiêu kg nhé. Oa, nặng 304 kg các bạn nhé. Quả bí này do anh Piot ở thành phố Ulyanov, Liên bang Nga trồng được. Quả này thì bé hơn chút, nặng có 193,5 kg. Còn quả này các bạn đoán nặng bao nhiêu kg? ...692,5 kg các bạn nhé. Quả này do anh Andrzej ở thành phố Lukovic sư trồng được. Và đây cũng là quả bí ngô nặng nhất trong triển lãm năm 2021. Mời các bạn chúng ta cùng xem những quả bí ngô khác xem nặng bao nhiêu nhé. Để minh chứng đây là bí ngô thật 100%, mời các bạn cùng đến thăm khu vườn của anh Andrzej, người đã trồng được quả bí ngô khủng nhất trong năm 2021 nhé.
Để vận chuyển bí ngô đến đây, người ta phải dùng xe tải và cần câu. Quả bí ngô bình thường mà chúng ta vẫn thấy trong đời sống hàng ngày. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.